Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Vừa rồi là bài Vùng Ngô Quê Ta do soạn giả Minh Nhương viết lời theo điệu Dương Xuân, nghệ sĩ ưu tú Kim Thoa thể hiện. Nghệ sĩ ưu tú Như Hoa sẽ trình bày tiếp bài Trên Đồng Đậu Tương do soạn giả Giang Quân viết lời theo điệu Đào Liễu. Thank you.
Sau đây là bài Đồng ruộng bốn mùa vui do soạn giả Công Sáu viết lời theo điệu du bóng, nghệ sĩ ưu tú Trần Thị Tách trình bày. Ngày tháng đi qua và âm điệu của ngày mùa kéo kẹt bờ tre bài hát du mẹ. Nối chương trình là bài Ươm những mầm xanh, soạn giả Minh Tuệ viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền và nghệ sĩ Minh Tiến thể hiện theo điệu ngâm sổng và chinh phụ.
trời xuân đi bát ngát, gió mát lưng lời ai đang hát, hay tiếng thông reo cô gái lâm trường trên sườn dốc. Ươm những mầm xanh giọng chèo, mưa tuôn nắng chiều gió thổi giữa đồi sỏi đá, áo sờn vai bạc màu trái sân tay đau chân trời bao cánh tôi, hay mưa nắng dài dầu em nào quản đi đâu bọn trong cho cây đẹp sĩ Bích Thục sẽ hát tiếp bài Hát trên cánh đồng quê hương do soạn giả Đặng Duy viết lời theo điệu Luyện Nam Cung. Quê hương
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Bên Nong Tằm do soạn giả Lương Tử Đức viết lời, nghệ sĩ Tú Hồng Ngát hát theo điệu Tình Thư Hạ Vị. Anh ơi, những lúc một mình nhớ anh em biết gửi tình vào đâu. Nỗi tầm em chắc thành câu mong chờ. Sông nắng lúa ơi đôi bờ bóng lời
Kết thúc chương trình là bài Đồng Xanh Vang Tiếng Hát do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời theo điệu Sắp Qua Cầu, nghệ sĩ Tú Minh Thu và Tốp Nữ trình bày. Chương trình Hát Chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt. Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Quý vị và các bạn thân mến, anh bộ đội Cụ Hồ, đó là tiếng gọi thân thương mà ta vẫn thường nghe và gặp trong cuộc sống thường nhật.
Hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ trong chiến tranh, trong thời bình hay trong thời kỳ đổi mới đã nêu gương sáng cho thế hệ trẻ nói riêng và những người dân trên cả nước nói chung. Dẫu biết rằng viết về đề tài người lính, viết bao nhiêu cũng không thể nói hết được sự gian khổ, hy sinh kiên cường của các anh, nhưng các văn nghệ sĩ hay các soạn giả soạn lời mới cho dân ca và chèo chẳng mấy ai lại không dành một góc tâm hồn mình để viết về đề tài này. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2011, xin được gửi tới quý thính giả một số tiết mục hát về người lính. Tạm biệt em anh lên đường ra biên giới, đã mấy mùa vải ngọt nhãn thơm. Anh ra đi với tấm lòng son, tay chắc súng giữ gìn đất nước. Ở nơi xa anh có biết tiếp thư em gửi đôi dòng, gửi người chiến sĩ biên phòng Minh Thư. Anh đi mỗi bước dặm em ơi, khó khăn anh vẫn coi thường gian nan. Anh canh giữ đất trời màn hoa lá lộc mây trôi lên xanh biếc mùa xuân tươi đẹp cho em hát, em hát câu ơn đảng ơn bác hồ, ơn nghĩ đảng bác hồ an năm. Xuân đẹp mỹ thời sắc mỹ cờ tươi thắm mỹ đồng lúa biếc màu xanh xanh thắm nô nức reo vui gái đàm trai sinh sôi góp công bao người cùng đôi ta đôi sát đi cánh chung vai dựng xây
Vừa rồi là bài Gửi người chiến sĩ biên phòng, soạn lời Minh Tuệ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài và nghệ sĩ ưu tú Duy Thường song ca theo điệu Quân tử Vô Dịch. Tiếp theo là bài Gửi người lính đảo do Thế Quang soạn lời theo điệu Luyện Nam Cung, nghệ sĩ ưu tú Hồng Ngát thể hiện. Thank you.
nghệ sĩ ưu tú Minh Thu sẽ gửi tới chúng ta bài Gửi anh chiến sĩ biển khơi do Nguyễn Ruyển soạn lời theo điệu Đảo Liễu. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Trên chốt tiền tiêu soạn lời Hoàng Tường do nghệ sĩ ưu tú Thanh Hải và top nam nữ trình bày theo điệu Đường Trường Tiếng Đàn. Lòng bồi hồi khi tổ quốc đang xuân,
chiến công vang như thơ chấp thêm vần, lời mẹ ngọt say nâng bước chân chiến sĩ. Ôi tổ quốc giang sơn hùng vĩ, hào khí vua hùng nâng nhịp bước ta đi. Tiếng hát hành quân rộn rã dưới quân, lời đảng bác đã đi là chiến thắng. Mắt phóng tầm xa từ Lai Châu tới địa đầu Móng Cái, một dải sơn hà tới chóp núi Cà Mau, lòng đất chuyển qua ngàn cơn bão nổi để hôm nay hoa ngát tươi màu. Bão nổi sóng nghi chào nhìn non sông gấm hoa Việt Nam, bão vẽ là bài hát về anh người chiến sĩ thương binh Lời của Xuân Cung do nghệ sĩ ưu tú Như Hoa hát theo điệu Trước Cẩm Hồi Văn. Thank you.
Kết thúc chương trình là bài Gửi người nơi biên giới, soạn lời Cao Bá Khoát, do hai nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư và Minh Tâm song ca theo điệu Tình Thư Hạ Vị. Đừng chơi riêng chung đi.
Chúng ta vừa nghe chương trình hát chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.